Hiếu Minh Radio xin kính chào tất cả các bác, các anh chị em yêu thương trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay bên Hiếu Minh hàng về hơi muộn chút, tầm này đang chiều tối rồi. Thì bên em hôm nay là bắt đầu tiếp tục về dòng lọc xì PVay 231, một dòng lọc xì đình đám trên thị trường với chất âm rất là hay. Với giải cần gạt gồm 62 cần gạt các bác nhé, 62 cần gạt này. Tải băng tần cộng trừ 12 cho rất là rộng. Rất là rộng. Với cấu hình con này thì nó sẽ có sự khác biệt hơn so với các dòng lọc của hãng khác. Ở điểm là gì? Ngoài các cái chức năng gồm bypass và runger như giải băng tần này, thì cấu trúc nó gồm thêm hai lút tinh chỉnh bát chép bác nhá. Bác nhá. Đây là cái lút này, em sẽ phân tích từng lút này. Lao cắt là chỉnh bát. Chỉnh bát như là gồm kênh 1, kênh 2 này, chỉnh bát này, chỉnh bát. Chỉnh bát tiện lợi hơn so với các dòng lọc khác, là nhiều khi các bác là muốn bát lên tí nào bác lại phải chỉnh cần gạt lên chút này. Nhưng đối với đây bác, khi bác vụ các bác muốn chỉnh bát vừa tầm này thôi, nhưng bác muốn chỉnh tiện là thì bác chỉnh lao cắt lên cái bát cũng lên cùng, lên theo cùng luôn đấy, là rất là tiện lợi. Hoặc là hai cắt đấy là chỉnh chét bác nhé, chỉnh chét cũng vậy nha. Khi các bác khi cần gạt bác, nhiều khi mình cố định, nhiều khi là mình chỉnh một lần thôi, cố định cái một lần là xong. Nhưng mà nhiều khi là vùng tùy theo thể loại nhạc, các bác chỉnh ở đây rất là tiện này, là chỉnh chét lên này, hay bát lên hay giảm rất là tiện. Hơn so với một dòng lọc khác là nhiều khi mình chỉnh lại nó cân hai bên, rồi là chỉnh lại tùy thuê theo vụ ở nhà các anh thanh liên, hay là các anh chị mỗi người thích thể loại khác nhau, lại phải chỉnh các cần gạt lên, là nhiều khi nào cũng nhà chỉnh cũng được. Nhưng mà về sự tiện lợi thì đây con này sẽ giải quyết sự tiện lợi đấy, gồm lao cắt và hai cắt là chỉnh bát chét lên. Đấy. Và đây là nút lever là tăng âm lượng bác nhé. Thì đối với dòng PVay này, bên Hiếu Minh phân bối rất là lâu và nhiều rồi đấy, rất nhiều các bác mua PVay bên Hiếu Minh rồi. Thì tầm này thì Hiếu Minh không biết là số lượng bao nhiêu nữa. Đây là dòng hàng chuẩn loại 1 với phay nhôm trắng bác nhé, phay nhôm liền khối, bác để ý này, phay nhôm liền khối và không có ốc đằng trước, gọi là phay nhôm liền khối đấy. Vì trời hơi tối nên quay em cảm thấy nó hơi mũi một chút. Đây gồm tem nhà sản xuất này, tem này, PV này, đấy mã vạch của nó nhé. Vâng, tem. Thì em xin phép các bác là em quay đằng sau thì các bác biết đằng sau. Thì đối với dòng này thì gồm có hai cổng vào và hai cổng ra, đều bằng ca lông các bác nhé. Bên Hiếu Minh tặng đầy đủ dây rắc đều bằng ca lông hết. Đây đối với này, ấy đoàn bằng rắc ca lông thôi. Đấy. Hàng sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá, nhưng ghi made in USA này. Nhưng dòng này thì Hiếu Minh nhập tại Trung Quốc các bác ạ. Đấy. Rất là sắc và đẹp, sắc nét và đẹp. Trời hơi muỗi, trời hơi tối rồi nên quay cảm tưởng không nét các bác. Chứ con này nhìn nhiều bác đặt hàng và dùng rồi đấy bước, nhìn rất là đẹp, rất sang trọng. Đối bộ dàn toàn màu trắng, con này toàn bộ trắng hết các bác nhá. Cái quan trọng là nút tinh chỉnh trước rất là tiện lợi cho các bác. Các bác chỉ chỉnh cần gạt một lần thôi, và các bác chỉ chỉnh nút đây gồm chét lên, bát lên đấy. Và dòng lọc này cho chất âm rất là hay, em khỏi phải bàn rồi, vì là rất nhiều các thương gia và các cửa hàng cũng bán rồi, chứ không phải riêng nhà em bán đâu đấy. PVay 231 EQ thì đây là đối với đây là hàng full box các nhá, hàng full box vỏ hộp này, bóng này, PVay hộp bóng. Thì bên trong thì cũng cấu trúc như kiểu các dòng lọc khác bên Hiếu Minh cung cấp thôi, thì gồm bốn, đây như đối con này thì bốn mảnh xốp bảo vệ úp trên úp dưới này. Em xin phép đặt ở đây này, giấy bóng này, quyển sách hướng dẫn nhé, hướng dẫn này, PVay 231 này, sách hướng dẫn này. Và một dây nguồn to và chắc, rất là chắc chắn đấy. Thì mấy hôm trước thì có rất nhiều bác là hỏi đặt hàng bên Hiếu Minh, nhưng vừa mới hôm trước bên Hiếu Minh hết hàng rồi. Thì hôm nay bên em về rất là nhiều, về khoảng 30 chiếc. Thì em quay lên để giới thiệu cho các bác. Thì các bác có nhu cầu có thể liên hệ em qua số điện thoại 0919182233 hoặc số Viettel 0168984 0238 để em có thể lên đơn và ship code COD cho các bác nhé. Hoặc các bác có thể đến tận cửa hàng em số 451 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được các bạn nhân viên tư vấn và hướng dẫn đầu lối ạ. Em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm video, và hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo. Em xin
Cảm ơn các bác ạ. Và thân ái chào tạm biệt các bác.